Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này ai góp từ dự án Phatix để tham gia dự án, các bạn click vào link mô tả. Mình dưới video mở Telegram ra để bấm chat bot, bấm nút start. Sau đó các bạn chờ bot mở ra các bạn. Rồi các bạn lướt captcha. Con này chạy trên nền tảng TCM nguồn ai góp mới ra các bạn. X2C H E. Rồi các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Là mấy gớt không thấy vậy, chúng ta buồn quá tơi. Rồi các bạn sau khi tham gia dự án các bạn sẽ nhận được 40 token có hiệu là FNT. Con này giá Phan đang bán email hay list sàn nào ta? Trên email của mình là nó nói giá hiện tại con này là một token là $1 các bạn. Tham gia 4 khi tham gia dự án các bạn nhận được 40 token khoảng $40 rồi bấm cho này đó. Tại nó nói vậy thôi chứ tới hội bán bằng join kênh group nữa. Hai kênh, một kênh group, kênh channel. Tôi hỏi đi sẵn bán như được 2 đô. Rồi còn join vào. Rồi các bạn mới đáp lời các bạn. Thì mình làm đại luôn. Được được. Giá coi có giá trị 1-200 đô sao các bạn. Rồi các bạn join tiếp nè. Vô bên kênh group ra một kênh channel của nó, các bạn ghi lại username các bạn. Dạo gần đây con bot Telegram của mình bị đâu mình đi dập nữa, nên mình sẽ cố gắng tìm lại một cái máy khác làm video chất lượng chút cho tất cả các bạn. Hiện gì hiện tại mình cũng mình thấy cái máy này cũng còn xài được, nên mình cố gắng làm thêm một thời gian nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào fan, các bạn follow theo ơi. Cái máy vậy đứng kỳ quá các bạn ơi. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Các bạn nào biết làm ai góp thì làm theo bot nha các bạn. Khỏi coi đây mất thời gian của các bạn quá. Nếu mà mình làm liền, mình làm mình hướng dẫn nhanh thì sao bọn mất còn nhưng ơn cũ thì nè các bạn. Airdrop ra 3, sau nó gửi về nó nói cho mình ra 1 mà trên Airdrop nó ra 3 các bạn. Rồi các bạn like luôn đi. Các bạn tự quyết lên cái các bạn. Rồi mà mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn ghi mở username thay word các bạn. Win ghi username thay word lên các bạn. Ghiu xin em theo quân lãnh chờ bot phản hồi nha các bạn. Rồi này kêu follow Instagram nữa. Rồi các bạn mở Instagram nha các bạn. Rồi ghi lại cái username Telegram. Rồi các bạn chờ máy mình lót chút nha các bạn. Để mình cắt. Thì các bạn theo dõi này nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn thôi nó kêu theo dõi các bạn coi like. Rồi các bạn bắt up cái Telegram của mình lại các bạn. Instagram chứ. Bắt up chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Vào trang cá nhân đồ người đây đi. Rồi. Cái username mình là cái chỗ này nè, chỗ này nè các bạn. Là cái đường link này nè các bạn. A+Ngọc03299315777. Đây mới thiệt là cái username nè các bạn. Còn cái này không phải nha. Rồi các bạn bắt đắp lại nè. Là cái đường link mình á. Các bạn thêm A+ nha các bạn. Anh 03299 31577. 03299 31577. Rồi bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ với TDCM. Các bạn mở dí cho link ra các bạn. Bạn nào biết tôi dí cho link, mình gửi cái video hướng dẫn tôi dí cho link cho tất cả các bạn. Các bạn copy dí vào địa chỉ bot nha các bạn. Các bạn chờ mình chút. Rồi các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn gửi nó cho bot nè. Trời ơi đứng máy, cái máy đơ kỳ quá ta, làm nó rất.
chán cái gốc chậm chậm mình ship thiệt là nhiều kèo cho tất cả anh em, máy quá chậm người mình làm biết làm. Rồi các bạn gửi cho bot nghe bạn submit detail, rồi các bạn bấm vào chat với AirDrop các bạn. Rồi mình đã nhận được 40 túc cần này các bạn. Con này không biết phân phối vô ngày mai. Rồi các bạn ơi, này là mình không biết nó thông tin AirDrop này kết thúc vào ngày nào luôn các bạn ơi. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân đi kiếm thêm túc cần nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn có một ngày thật là may mắn nha các bạn.